đây liệu có phải là bộ đề thi minh họa khó nhất trong tất cả các năm, và đặc biệt là đối với môn ngữ văn thì đề thi này chỉ có 102 thôi. Nếu mà không xem hết video này thì đừng hỏi sao mà điểm văn mãi đứng yên một chỗ nhá. Giải đi giải lại đề thì vẫn điểm như thế. Hãy xem hết video này để mình có thể chia sẻ với mọi người. Tỷ kíp mà mình đã đạt 9,75 trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia môn ngữ văn năm 2021. Và đây sẽ là cách mà mình giải đề thi năm 2024. Hy vọng là nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn trong việc chúng ta có thêm nhiều kỹ năng để mà chinh phục đề thi môn ngữ văn nhá. Ok, trước tiên thì hãy đi vào đề phần đọc hiểu nhá. Bình thường thì nếu mà phần đọc hiểu cho một ngữ liệu đó là một đoạn thơ thì thường cái phần 5 điểm của chúng ta sẽ cho vào ngữ liệu như là một chuyện ngắn hoặc là một đoạn trích dài chứ không phải là thơ nữa. Thay đổi đi cho đỡ chán đúng không? Đề đọc hiểu minh họa năm 2024 ra đề cho chúng ta là một đoạn thơ. Là một văn bản thơ mà chính mình cũng chưa được đọc từ trước, trích trong những đám mây cuối trời của tác giả là Đoàn Văn Mật. Và chúng ta sẽ để ý đến một chút cái ngữ liệu được trích từ đâu, chúng ta có thể phát hiện ra một cái hint, tức là một gợi ý gì đó từ nhan đề chẳng hạn. Nhưng ở đây thì cũng chẳng có gợi ý gì nhiều, nó chỉ đơn giản là nghĩa đen. Thì khi mà đọc thơ, mọi người hãy chú ý rằng là nó sẽ có nghĩa đen và nghĩa bóng, nghĩa là sẽ có rất là nhiều cái hình ảnh mà người ta ẩn dụ, ẩn ý ở trong đấy rất là nhiều. Và đồng thời thì thơ còn có nhiều biện pháp vô từ nữa. Thế nên là nếu mà bạn nào đọc thơ mà cảm thấy khó hiểu quá thì tốt nhất là chúng ta cứ đọc từng khổ một và xác định nội dung chính của từng khổ một đấy, sau đó mới xác định nội dung của toàn bài. Mình sẽ để một chút thời gian cho mọi người đọc lần lượt các khổ thơ. Chúng ta sẽ có 4 câu hỏi đọc hiểu. Sẽ đọc hai câu một nhá. Mình sẽ chia câu 1 và câu 2 là hai câu cơ bản trước. Câu 3 và câu 4 sẽ là những câu vận dụng cao hơn. Thế nên là mình sẽ để ở phía sau. Câu 1 thì xác định thể thơ. Cái này rất là dễ rồi đúng không? Chúng ta thấy có câu dài ngắn khác nhau thì chắc chắn nó sẽ là thể thơ tự do. Tiếp theo câu 2 đó là chỉ ra biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau. Chúng ta sẽ rất là dễ thấy rằng ở trong này sẽ có hai biện pháp tu từ chính, đó là so sánh. Qua từ như, bay như, chưa biết mình từ trước. Thì có chữ như này là cái dấu hiệu của biện pháp so sánh rồi. Cái thứ hai nữa đó là biện pháp điệp ngữ. Qua cái từ chưa biết, chưa từng thì đây là một biện pháp điệp, điệp lại số lần, đó là 3 lần. Mình sẽ nêu cụ thể ra đó là 3 lần. Thực ra là tại vì cái câu mà xác định biện pháp từ thường này nó nằm ở câu 2, thế nên là mình đơn giản là nêu thôi là được rồi. Và nêu số lần ra, nhớ là trả lời câu thì có đầy đủ chúng biện ngữ. Như kiểu là biện pháp tu từ được thể hiện trong những dòng thơ sau là biện pháp 2 chấm, so sánh qua từ như, hoặc là điệp ngữ qua từ chưa từng và xuất hiện mấy lần. Nhưng mà nếu mà để cho chắc ăn cẩn thận ý, thì cứ nêu ra một vài những biểu hiện về giá trị của những biện pháp từ này, ví dụ là so sánh thì để giúp cho câu văn trở nên dễ hình dung hơn, bay như thế nào này, hay là chưa từng thì nhấn mạnh vào cái việc là những đám mây này cũng chưa từng nghĩ đến những cái việc như vậy, chưa có biết trước về những cái gì mà những biến cố sẽ xảy ra, và nó là một cái trạng thái vô tư, vô ưu, vô lo, vô nghĩ của con người, thì như vậy sẽ đầy đủ hơn. Thực ra cũng không cần quá cần thiết về câu 2, nhưng mà mình chắc ăn thì cứ làm như vậy nhá. Tiếp đến với hai câu khó hơn này, đó là câu 3 và câu 4. Thì đối với câu 3, nêu nội dung của những dòng thơ sau. Nội dung thì mọi người biết rằng là để mà nêu được nội dung, chúng ta sẽ phải phân tích được những hình ảnh thơ. Tức là dù gì thì chúng ta vẫn phải nêu từng hình ảnh thơ nổi bật ra để mà phân tích. Và một cái đoạn phân tích hay về mặt nội dung thì mình nghĩ rằng là sẽ phải trích lại những cái hình ảnh mà hay nhất ở trong này. Đã có lúc ghi mình sát đất, thì mình sẽ phân tích từng câu trước cho mọi người dễ hiểu nhá. Đã có lúc ghi mình sát đất, tức là nhiều trạng thái khác nhau, có thể là có lúc mà bay cao, có lúc bay thấp. Mình nhớ đến một cái câu tiếng Anh là I can fly high, I can go low ấy, kiểu tôi có thể có lúc là tôi ở trên cái đỉnh rất cao, có lúc thì tôi ở ghi sát đất rất là thấp thôi, nghĩa là nó sẽ tồn tại trong dưới nhiều dạng thức khác nhau và trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Rồi bay theo mộng mị kiếp người, câu này thì không có gì khó hiểu lắm đúng không? Hòa tất thảy vào đời sống khác. Cái từ hòa này khiến cho mình có cái cảm giác là hòa thân, một cái sự tuần hòa, một sự hòa hợp với tất cả mọi dạng thức của đời sống. Lại làm mây di tán lưng trời. Lại làm mây di tán lưng trời ở đây tức là vẫn là cái đám mây ấy thôi, lại trở thành chính mình để mà làm mình một lần nữa. Và như vậy thì nếu mà hiểu theo nghĩa đen của đoạn thơ này, tức là đang nói về cái hiện tượng tự nhiên của đời sống đúng không? Những đám mây có thể là ở trên rất cao, có thể là ở dưới thấp hơn, nhưng mà nó vẫn sẽ bay theo về phía cuối chân trời, vân vân. Còn hiểu theo nghĩa bóng,
tức là chúng ta suy luận hơn một chút thì chúng ta có thể hiểu rằng là đó là cái sự tuần hoàn hóa thân, có thể là sống dưới nhiều thử thách khác nhau, thế nhưng mà luôn luôn kiên định làm những cái gì mà mình đã theo đuổi từ trước. Như vậy thì chúng ta nêu nội dung thơ xong, chúng ta có thể liên hệ một chút đến bài học đối với bản thân mình, hoặc là bài học mà tác giả đã muốn gửi đến bạn đọc như thế nào. Mình nghĩ là nó sẽ đầy đủ cho câu này nhất. Mọi người hãy thử làm nhé. Hãy cố gắng thử làm những câu này vào vở. Ngay sau khi mà nghe mình gợi ý cái đề ra như vậy thì sẽ dễ hình dung hơn. Mình vừa học xong lý thuyết thì mình cũng nắm được cái phần thực hành luôn, để mà ghi nhớ bài dễ hơn. Ngoài ra thì đến với câu 4, phần vận dụng cao. Từ suy ngẫm của tác giả về những đám mây cuối trời trong đoạn trích trên, anh chị hãy rút ra bài học về lẽ sống cho bản thân. Câu này là một câu khá là hay, khi mà cái cách hỏi khác đi một chút là từ suy ngẫm của tác giả về những đám mây cuối trời. Đáng lẽ là bình thường mọi người sẽ được hỏi là em hãy rút ra thông điệp về văn bản trên, em hãy nêu bài học có giá trị ý nghĩa nhất, thì câu này nó cũng tương tự như vậy thôi, chẳng qua là cách hỏi khác. Thế nhưng mà từ cách hỏi khác thì chúng ta cũng sẽ có cách làm hơi khác một chút. Hãy để ý nhá, từ suy ngẫm của tác giả về những đám mây cuối trời, tức là chúng ta bước đầu tiên làm là sẽ phải rút ra được suy ngẫm của tác giả trong cái văn bản này đã. Sau đó thì mới nêu được bài học và quan điểm riêng của bản thân. Thì mình có thể gợi ý cho các bạn một vài vấn đề được đặt ra trong văn bản thơ này. Đó là trước tiên thì chúng ta có lẽ rằng là đối với mỗi con người thì cái nhân sinh quan là một điều rất là quan trọng, và chúng ta giữ cho mình được trạng thái nhìn cuộc đời một cách tích cực và lạc quan thì mọi thứ xung quanh chúng ta cũng sẽ trở nên lạc quan, sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Ví dụ như là những cái đám mây cuối trời kia, dù biết rằng là ngoài kia có bão tố, có mưa dông đúng không, thì nó vẫn giữ cho mình cái thái độ lạc quan, vẫn cứ bay, vẫn cứ mải miết về phía cuối trời, và vẫn cứ làm mây di tán lưng trời. Thì đấy là cái bài học gợi ý thứ nhất. Mình có thể có từ 2 đến 3 lý lẽ để mà giải thích tại sao chúng ta lại chọn thông điệp vào bài học đó từ cái suy ngẫm đấy của tác giả. Thứ hai là có thể là bài học thứ hai luôn sống hết mình cho hiện tại. Cái phút giây hiện tại là phút giây mà chúng ta nên trân trọng nhất. Chúng ta được trải nghiệm này, được thử thách bản thân. Tiếp theo phần là văn 7 điểm liền. Mình nói bài trên mình, mọi người có thể dành từ 15 phút thôi nha. Hãy cố gắng luyện tập làm sao mà để ở nhà mình chỉ làm phần đọc hiểu 15 phút thôi. Đến phần 2 câu này thì mình sẽ dành khoảng 30 phút viết một đoạn văn 200 chữ. Thường là sẽ hơn 200 chữ đấy. Thế nhưng mà để đầy đủ ý nhất thì mọi người vẫn nên ưu tiên là đầy đủ ý. Còn cái việc mà 200 chữ thì mình viết quá dài quá lố, kiểu 400-500 chữ thì mới hơi có vấn đề thôi. Còn lại không sao đâu nha. Hãy viết một đoạn văn 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của thái độ sống tích cực trước thử thách. Thì phần đọc hiểu mọi người cũng đã có một vài bài học liên quan đến cái sự tích cực này rồi đúng không? Và cụ thể ở trong này đó là thái độ sống tích cực trước thử thách. Hãy chú ý mọi vế của đề bài để mà xác định chúng vấn đề nhất. Chứ còn nếu mà nêu chung chung về thái độ sống tích cực trong mọi hoàn cảnh thì chưa đúng đâu. Bởi vì có thể là bình thường không có gì xảy ra trong đời thì bạn tích cực là đúng rồi, nhưng mà trước thử thách thì làm sao cơ, đúng không? Thế thì hiện tại chúng ta sẽ trình bày về ý nghĩa của nó. Đầu tiên là sẽ đi theo từng bước đúng không? Các bước như là mở bài từ một câu nhận định này, có thể là giải thích này, rồi sau đó nêu ra những ý nghĩa chính. Phần này là phần quan trọng nhất. Các bạn có thể nêu từ 2 đến 3 luận điểm, và chú ý là nên lấy 1 đến 2 dẫn chứng sáng và nổi bật cho bài viết. Những dẫn chứng mà cập nhật thời sự gần đây này, những dẫn chứng mà có thể làm lay động trái tim giám khảo một chút nhé, thì chắc là điểm sẽ cao hơn. Nói hơi nhanh một chút thế nhưng mà mình sẽ lược qua một vài cái ý chính về ý nghĩa của thái độ sống tích cực trước thử thách. Có thể là sống tích cực trước thử thách thì mỗi khi mà thử thách đến, các bạn sẽ không còn cảm thấy quá là run sợ nữa. Các bạn phải công nhận rằng là nếu mà chúng ta vượt qua thử thách nào thì nó đến từ 50% cái việc chúng ta nghĩ là chúng ta có thể vượt qua, tức là chúng ta có thể vượt qua, tức là suy nghĩ đã chiếm đến cái thành công 50% rồi. Thế nên là suy nghĩ là một phần rất là quan trọng. Các bạn nghĩ là các bạn có thể đỗ trường này, trường kia cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể thấy một nhà sáng tạo nội dung rất là nổi bật trên cái nền tảng TikTok đúng không? Đó là Long Chun. Thì khi mà chúng ta dẫn dắt, đừng có dẫn dắt kiểu hơi bị showbiz quá, kiểu TikToker, YouTuber, các kiểu gì đó. Đương nhiên là nó vẫn sẽ đúng thôi, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cái cách mà dẫn dắt nó hơi mang tính nghị luận một chút, để dành cho bài nghị luận xã hội nó sẽ phù hợp hơn. Thế nên là mình sẽ dẫn dắt là điển hình như là một nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng TikTok chẳng hạn đúng không? Thì đó là Long Chun. Mặc dù là từ ngày xưa thì gia đình cái anh này tuy là có nhiều sóng gió này, cha mẹ thì mỗi người một nơi, rồi anh bị một căn bệnh đó là u xương hàm ấy, đúng không? Và anh đấy luôn luôn truyền tải cái lối sống tích cực đến cho chúng ta qua những cái video triệu view rất là hài hước, rất là ngộ nghĩnh. Nhưng mà thực sự rằng để mà hiểu thì Long Chun đã rất là cố gắng trước những thử thách, trước những bài học cuộc sống mà đã đặt ra cho anh. Thế nên là chúng ta cũng thấy đây là một tấm gương tiêu biểu. Hay ngày xưa mình có đọc một cuốn sách, đó là Khi hơi thở hóa tinh không, của một người bác sĩ, đó là Paul Kalanithi.
Thì bác sĩ này là một người mà chuyên đi điều trị những cái ca bệnh ung thư cho người khác, nhưng mà đến cuối cùng thì chính mình lại mắc cái căn bệnh ung thư đó. Nhưng mà thay vì buồn sầu, thay vì ủ rũ, thì cái thái độ đối mặt với thử thách, đối mặt với căn bệnh này vẫn rất là lạc quan, khi mà bác sĩ vẫn tiếp tục tăng ca, vẫn tiếp tục làm và viết sách như vậy. Thì đó là một cái việc mà những dẫn chứng mà mình cảm thấy là ô, nó sẽ mới lạ hơn một chút so với những việc mà các bạn cứ lấy từ bao giờ đến nay toàn những cái dẫn chứng đã quen rồi, thì cũng nên sưu tầm cho mình những dẫn chứng mới nữa nhé. Có một vài ý nghĩa khác rằng là nếu mà sống tích cực trước những thử thách thì chúng ta sẽ có tâm thế đón nhận khi nó tới, và khi thất bại thì chúng ta cũng không bị quá là suy sụp hay là khiến cho mình cảm thấy là mình đang mất tất cả. Tức là chúng ta giữ được thái độ lạc quan trước thử thách thì chúng ta cũng sẽ có tâm thế là đón nhận những cái kết quả của nó có thể xảy ra hơn. Và đồng thời thì một ý nghĩa nữa đó là chúng ta có thể cố gắng hết mình trước những thử thách đấy, cố gắng để bộc lộ được rõ nhất bản thân. Nếu mà tinh thần, trạng thái tinh thần của bạn không tốt thì bạn cũng có thể là không làm một điều gì tốt cả. Và thử thách đấy thì chắc chắn rằng là nó chưa tới nhưng mà bạn đã bị nuốt chửng bởi thử thách đấy rồi. Về câu nghị luận xã hội thì cũng là một hành trình dài. Ngày xưa mình viết những bài chỉ được khoảng 1,5 điểm đấy, 1,75 thôi. Nhưng mà dần dần thì mình cũng đã lên được 2 điểm nghị luận xã hội. Nó là một cả một quá trình và mọi người phải rất là tỉ mỉ với những bài nghị luận xã hội này nhá. Và chăm chỉ đọc báo đài vào nha. Về câu nhiều điểm nhất, chúng ta sẽ dành 75 phút, đó là câu 5 điểm. Đây là một tác phẩm mà các bạn có lẽ là hơi sợ một chút đúng không? Ai đã đặt tên cho dòng sông? Nhưng mà chắc là sợ thôi thì năm nay có thể là sẽ không vào nữa, khả năng cao. Bởi vì đã có trong đề minh họa rồi, của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Một tác phẩm ký khá là hay. Thì đề bài yêu cầu rằng là anh chị hãy phân tích đoạn trích trên, từ đó nhận xét tình cảm nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đối với dòng sông Hương được thể hiện trong đoạn trích. Và đây chính là mệnh đề phụ của chúng ta, cái vế nhận xét tình cảm này đúng không? Nếu mà bạn nào chưa xem cái cách nghị luận văn học, thay đổi tư duy nghị luận văn học ấy, thì các bạn có thể xem lại cái video của mình. Thì đối với bài này thì mình sẽ chỉ nói về kỹ năng thôi, mình không nói vào quá sâu tác phẩm này, bởi vì đi thi cũng không vào tác phẩm này đúng không? Thế nên là chắc là mọi người cũng không muốn nghe nhiều. Cái kỹ năng khi mà mình làm bài được ra một đoạn trích như vậy, đó là mình phải xác định vị trí của đoạn trích, xem là đoạn trích thuộc cái phần nào, nói về ai, nói về nội dung gì, nhân vật nào. Và chúng ta sẽ phải làm rõ cái hình ảnh nào nhất. Ví dụ ở trong văn bản này thì chúng ta phải làm rõ cái hình ảnh sông Hương. Và chúng ta nên làm đầy đủ các bước, nói về một đoạn trích, thế nhưng mà sẽ không bao giờ chỉ nói về một đoạn trích này, mà còn phải giới thiệu tổng quát chung, ví dụ về cái dòng sông Hương đó, hay là về những cái đoạn trích ở phía trên, xem là nó nói về nội dung gì. Đương nhiên phần này chỉ ngắn thôi, và chúng ta sẽ đi tập trung chính phân tích vào những cái phần này. Và mình thấy cái xu hướng ra đây những năm gần đây đó là ra những cái đoạn trích mà có thể hơi lạ, để mà xem là kiểm tra xem học sinh có thực sự học cái văn bản đó, có thực sự hiểu, có thực sự biết phân tích một văn bản hay không. Thì mọi người đừng chủ quan bất cứ một đoạn nào nhá, hãy cứ cố gắng học đồng đều tất cả những cái đoạn trong một tác phẩm. Và đừng có học theo loại trừ gì hết, bởi vì muốn điểm cao thì chẳng có loại trừ gì cả đâu. Ví dụ như năm của mình cũng không có học loại trừ gì hết. Mặc dù biết là có thể khả năng cao là thi truyện ngắn, mọi người cứ đồn rằng là sẽ thi vào Vợ Nhặt Vợ Chồng Áo Phủ, cuối cùng thi sóng. Thôi xong, sóng cuốn trôi mọi người đi luôn. Và cái mệnh đề phụ thì mọi người nên chú ý, bởi vì mệnh đề phụ thực ra là có những bạn nghĩ rằng chỉ viết một đoạn văn ngắn 5-7 dòng là được. Nhưng mà đối với mình thì mệnh đề phụ này cũng chiếm 0,75 điểm, hay thậm chí là có những đề nó sẽ chiếm đến 1 điểm. Thế nên là cái cách chọn của mình là mình sẽ đi giải thích tình cảm của nhà văn là gì, tình cảm của nhà văn được thể hiện như thế nào trong tác phẩm. Tức là giải thích nó từ cái góc độ là mình nghiên cứu ra về cái khái niệm này. Tình cảm là gì? Tình cảm trong văn học là gì? Là tình cảm, là những rung động, là những cảm xúc suy nghĩ của nhà văn dành cho nhân vật, dành cho đối tượng. Nhân vật ở trong này là sông Hương đúng không? Và như thế thì chúng ta sẽ làm được một bài hoàn chỉnh. Có thể là các bạn sẽ chuẩn bị trước mở bài, kết bài đi, rồi là những cái phần thân bài thì hãy cố gắng chèn những cái câu nhận định lý luận văn học. Những câu này thì mình đã cho các bạn ở trong video trước khi mà mình giới thiệu về cái phần mở bài. Mọi người có thể xem lại ở trên này để mà tổng hợp được nhiều kỹ năng. Khi mà đã tổng hợp được nhiều kỹ năng rồi thì mọi người có thể làm thêm những cái đề minh họa ví dụ, hoặc là những cái đề đọc hiểu thêm. Nói chung là sẽ đầu tư ra mỗi tuần là một đề gì đó hoàn chỉnh, để mà mình nhìn lại cái sự cố gắng của mình theo từng tuần, cũng như là nhìn lại được cái kết quả của mình cuối hành trình, xem là để mà có được kết quả cao như thế thì mình đã qua bao nhiêu bài văn này, mình đã biết tiến bộ ra sao từng ngày nhá.
sau khi mà mình đã nói xong về tổng quan cái đề thi và cách chúng ta làm thế nào để mà có thể nâng cao điểm hơn, thì mình muốn chia sẻ rằng là trong bất cứ một kỳ thi nào thì chúng ta cũng nên đầu tư cái công sức của mình, cái sự cố gắng của mình. Không phải cứ môn văn là các bạn sẽ học đủ là điểm cao, mà mình muốn nói rằng là môn văn, học văn thì cũng là để học làm người, đúng không? Và các bạn cứ học đi, nó sẽ không bao giờ bị thiệt cái gì cho bản thân mình cả, nhất là đối với môn ngữ văn. Mình cảm thấy rằng là khi mà mình có một sự đầu tư chỉn chu dành cho một môn học thì tất yếu là kết quả của nó sẽ cao hơn. Thế nên là xem cái phần nào, điểm phần nào của mình vẫn còn yếu thì các bạn nhờ thầy cô, nhờ bạn bè đọc bài mình nhận xét. Cuối cùng thì để giải đáp cho câu hỏi là đây có phải là một đề thi khó nhất hay không, thì mình nghĩ là không, sẽ có một vài sự đổi mới nhỏ, đánh đố hơn một chút trong đề thi. Thế nhưng mà đồng thời thì đây vẫn là một đề thi khá là vừa sức để mà cho mọi người có thể thể hiện được hết bản thân mình, có thể chiến đấu hết mình với môn ngữ văn. Thế nên là cố lên nhé, là đề thi cuối cùng của Bộ Giáo dục khi ra đề theo chương trình cũ, thì hãy cố gắng hết mình cho đề thi lần này. Và mình cũng rất là trông đợi kết quả của tất cả các bạn, đặc biệt là những bạn học sinh mình, để xem rằng là đối với kỳ thi cuối cùng này thì mọi người sẽ chiến đấu như thế nào. Và hãy đừng quên là like video này để lưu lại đề thi. Mình sẽ để tất cả ở dưới những cái mà mình nhắc trong video lần này, ví dụ là đề minh họa hay là đáp án thì mình cũng sẽ để ở dưới cho mọi người tham khảo nhé. Ngoài ra có những đề minh họa nữa thì hãy lưu lại để mà có thể làm theo từng ngày từng tuần, theo dõi sự tiến bộ của mình. Hãy bình luận cho mình biết là mọi người muốn mình ra những nội dung gì trong thời gian tiếp theo, và cũng đừng quên ủng hộ mình bằng cách sub kênh của mình nhé. Thank you mọi người vì đã xem đến đây. Chúc các bạn một tuần mới, một hành trình mới học văn vui vẻ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video